Hồng Phượng xuất thân là con nhà nòi nghệ thuật, từng không dám nhận mình là cháu ruột Phủ Linh. Việc Hồng Phượng bất ngờ hoạt động nghệ thuật ở tuổi 22 khi đang làm ở cửa hàng áo cưới là một sự ngỡ ngàng đối với cả gia đình. Nhưng dường như định mệnh đã sắp đặt Hồng Phượng phải là nghệ sĩ. 22 tuổi mới theo nghệ thuật. Hồng Phượng gọi nghệ sĩ ưu tú Phủ Linh là cậu Năm, anh ruột của mẹ, nghệ sĩ Hồng Nhung. Vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống hát cải lương, nên từ nhỏ Hồng Phượng đã may mắn được theo mẹ, theo cậu là nghệ sĩ ưu tú Phủ Linh đi đoàn hát và chứng kiến hết quá trình mẹ cũng như cậu làm nghề. Bởi vậy, niềm đam mê cải lương cũng lớn dần lên theo tuổi của cô bé Hồng Phượng. Năm Hồng Phượng 8 tuổi, cô theo mẹ đi diễn ở miền Tây. Hôm đó, đoàn diễn tuồng Xử Án Phi Giao. Diễn viên đóng vai hoàng tử bị bệnh mà Hồng Phượng thì thuộc vai. Cô mạnh dạn xin mẹ cho mình hát vai này. Mẹ cô, nghệ sĩ Hồng Nhung không tin là con làm được vì vai này phải ca vọng cổ. Nào ngờ Hồng Phượng hát rất ngọt. Đêm sau, đoàn biểu diễn trong nhà hát. Thời đó, thuê người quay video rất khó. Nhưng nghệ sĩ Hồng Nhung cũng cố gắng thuê người quay lại đoạn Hồng Phượng diễn để làm kỷ niệm. Video truyền tay người này người kia rồi bị mất, không tìm lại được. Đó vẫn luôn là niềm tiếc nuối của Hồng Phượng và gia đình. Hồi Hồng Phượng còn nhỏ, ai cũng hy vọng cô sẽ nối nghiệp gia đình. Thế nhưng Hồng Phượng lại chưa từng nghĩ sẽ theo nghề diễn. Cô từng kể trên tờ Trí Thức Trẻ. Tôi đậu trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist, nhưng được nửa năm thì bỏ vì học không vào. Tôi đi làm nhân viên tư vấn ở một tiệm áo cưới và nhiều công việc khác. Đùng một cái, ở tuổi 22, cô bén duyên với nghệ thuật nhưng đi một con đường hoàn toàn khác, là trở thành diễn viên rồi ca sĩ chuyên dòng nhạc trữ tình bolero, chứ không phải nghệ sĩ cải lương. Dù không được đào tạo trường lớp, lại vào nghề muộn khi đã 22 tuổi, nhưng nhờ nghề dạy nghề, lại chăm chỉ rèn luyện nên Hồng Phượng dần khẳng định được mình. Giờ nghe lại những bài hát ngày xưa, tôi thấy mình hát dở và còn non nớt. Giờ tôi hát đỡ hơn rất nhiều, do quá trình mình học từ các anh chị và tập theo. Hồng Phượng nói, áp lực và tự hào vì cậu ruột quá nổi tiếng. Việc Hồng Phượng theo nghề được cả gia đình ủng hộ. Cô kể, mẹ rất vui khi tôi theo nghề. Thời điểm tôi đi hát, cậu Vũ Linh còn không tin. Cậu bảo con Phượng biết hát hả? Bởi vì cậu nghĩ con cháu chắc không đứa nào theo nghề. Ở vai trò diễn viên, Hồng Phượng được yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình, trong đó phải kể tới Hai Người Cha, Chàng Mập Nghĩ Tình, đóng chung với cố nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương, Hoàng Mập. Trong vai trò ca sĩ, Hồng Phượng được khán giả đặc biệt yêu thích qua các ca khúc Lời Anh Hứa, Chiếc Áo Bà Ba, Thương Hoài, Hai Tiếng Cải Lương, Thương Nhớ Người Dưng, Mưa Sừng. Tuy nhiên, Hồng Phượng thừa nhận cô chịu nhiều áp lực khi có mẹ và cậu quá nổi tiếng. Tôi bị áp lực rất nhiều, không dám làm gì sai. Tôi rất sợ vì người ta biết đến tôi là cháu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Theo lời kể của Hồng Phượng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nâng đỡ rất nhiều người như ca sĩ Lâm Hùng, Lâm Chí Khanh, bây giờ là Lâm Khánh Chi, nghệ sĩ Vũ Luân Bình Tinh. Thế nhưng giai đoạn cô vào nghề, cô thậm chí còn không dám khoe là cháu ruột Vũ Linh. Chính vì vậy, con đường nghệ thuật của Hồng Phượng khá gian nan. Hồi mới theo nghề, tôi không bao giờ khoe mình là cháu nghệ sĩ Vũ Linh. Tôi lặng lẽ đi làm, quay những vai nhỏ xíu, phải chờ từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối mà không được quay, lại phải đi về vì đoàn phim trả bối cảnh. Tôi rất nhớ và biết ơn về hành trình đó, bởi vì khi mình nỗ lực thì mình đạt được những điều giá trị. Hồng Phượng bày tỏ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng không ít lần động viên cháu gái. Ông Hoàng Cả Lương Hồ Quảng tin rằng vì hào quang của mình quá lớn nên ông Tổ không cho ai trong gia đình được như vậy nữa. Cậu bảo tôi đừng buồn, con cứ làm nghề thật là tốt, có những vai diễn để khán giả nhớ đến con, có những bài hát để khán giả nhớ con là con thành công rồi, còn nếu muốn hào quang như cậu thì không bao giờ có. Bản thân tôi rất hâm mộ tình thương mà khán giả dành cho cậu. Gần nhất, cậu hát lại tuồng Lương Sơn Bá, cậu chỉ đóng lại một cảnh lúc Lương Sơn Bá bị bệnh, còn những cảnh trước đó do anh Võ Minh Lâm đóng. Vậy mà đèn vừa mở lên, thấy cậu nằm trên sân khấu là khán giả vỗ tay không ngớt, tôi rất hãnh diện về điều đó, Hồng Phượng chia sẻ. Ngoài cuộc thi Sao Nối Ngôi đưa cái tên Hồng Phượng tới gần hơn với khán giả vào năm 2016, thì nữ ca sĩ từng tổ chức live show riêng vào năm 2019. Cuộc sống hôn nhân ra sao? Hồng Phượng và diễn viên Long Hồ kết hôn cuối năm 2017. Hiện tại, cặp đôi đã có một cô con gái vô cùng xinh xắn. Được biết, lần đầu tiên Hồng Phượng và Long Hồ gặp nhau là trong một lần đi diễn ở sân khấu Chăm Ba. Nhóm Hồng Phượng diễn xong trước, cô xuống dưới ngồi xem đồng nghiệp diễn. Long Hồ vừa bước ra sân khấu đã gây chú ý cho Hồng Phượng bởi ngoại hình quá đẹp trai. Sau đó, hai người có nhiều dịp đi chung show nên phát sinh tình cảm. Nói về chồng, Hồng Phượng tâm sự, anh ấy hiền và trưởng thành. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng điềm tĩnh giải quyết, còn tôi nóng tính. Từ khi về ở với anh Hồ, tôi mới giảm được 30%. Hồng Phượng cũng không ngần ngại kể chuyện mình và chồng từng xảy ra xung đột lớn, mà lỗi là ở cô quá cố chấp. Hôm đó, hai vợ chồng đi quay phim sitcom, về tới nhà là 6 giờ tối. Long Hồ tắm xong, thay đồ, định đi chơi game với bạn. Hồng Phượng không đồng ý vì muốn chồng ở nhà nghỉ ngơi, giữ sức mai còn đi làm tiếp. Long Hồ hứa chỉ đi tới 10 giờ là về, nhưng Hồng Phượng không chịu, xuống khóa cổng và giấu chìa khóa để ngăn chồng đi chơi.
quá ức chế trước hành động của vợ, Long Hồ nhảy từ ban công lầu 1 xuống sân và nói: "Giờ em có mở cửa cho anh đi không? Em không mở là một khi anh ra được khỏi cái cửa này là anh không về nữa." Thấy vợ chồng căng thẳng, mẹ của Hồng Phượng mắng cô rồi mở cửa cho con rể đi. Và đúng 10 giờ Long Hồ về như hẹn. Đây cũng là bài học để Hồng Phượng biết nhường nhịn và mềm mỏng hơn trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình sau này. Cũng theo lời kể của Hồng Phượng thì Long Hồ tuy không phải là người lãng mạn nhưng sống rất tình cảm, thương vợ, luôn cùng vợ chăm sóc và nuôi dạy con gái. Hồng Phượng kể: "Lúc mới sinh tôi bị trầm cảm nên hay chửi anh ấy. Tôi nói gì anh ấy cũng im re. Có lần tôi hỏi sao anh không phản kháng. Anh ấy bảo trước khi em sinh anh đã nghiên cứu và nghe nhiều người nói phụ nữ khi sinh dễ bị trầm cảm nên anh nhịn em hết. Nhớ lại điều đó tôi rất muốn khóc. Anh ấy tuy không lãng mạn, tuy không mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng rất thương vợ. Anh ấy không bao giờ nói yêu vợ, nhớ vợ, nhưng từng hành động nhỏ cho mình thấy điều đó. Anh ấy luôn có những hành động cho thấy quan tâm đến mình. Thật sự, đối với tôi bây giờ, hạnh phúc là mẹ, cậu và gia đình, ai cũng được bình an."